Ca sĩ kỳ lạ và nổi tiếng nhất hải ngoại khiến Thúy Nga háo hức gặp mặt là ai? Vừa qua trên kênh YouTube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải đoạn clip quay lại cảnh cô tới nhà ca sĩ Đăng Kim ăn tiệc. Do chính tay nữ ca sĩ vào bếp nấu nướng, cô nói: "Nghệ sĩ hải ngoại chúng tôi tại Mỹ thích ăn chực nhà bạn bè lắm mọi người ạ. Vì ăn chực thì được bạn bè nấu cho ăn, rồi còn được gói đem về." Tại nhà ca sĩ Đăng Kim có một số nghệ sĩ hải ngoại khác như Lưu Việt Hùng, Phùng Ngọc Huy. Đặc biệt tại nhà Đăng Kim có sự góp mặt của ca sĩ Tuấn Anh. Điều này khiến khán giả bất ngờ, vì Tuấn Anh hiếm khi xuất hiện sau hậu trường sân khấu. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả được chứng kiến hình ảnh đời thường của anh. Trái với phong cách ăn mặc diêm dúa, trang điểm lộng lẫy màu mè trên sân khấu, ở ngoài đời, nhìn ca sĩ Tuấn Anh khá đơn giản nhưng vẫn toát lên một thần thái đặc biệt khác người. Anh chỉ mặc quần jean cùng áo sơ mi đơn giản nhưng lại đeo kính và đội mũ trong nhà. Tai đeo khuyên chói rọi, còn tay đeo nhiều nhẫn, đồng hồ, Tuấn Anh để bộ râu đặc trưng, khiến người xem dễ dàng nhận ra anh. Thúy Nga vô cùng vui sướng khi được gặp đàn anh, vội thốt lên: "Trời ơi, em vốn không muốn ăn uống gì, nhưng nghe có anh tới là phải qua ngay. Em phải qua để chụp rồi quay anh lên YouTube cho mọi người thấy hình ảnh đời thường của anh." Tuấn Anh ở ngoài đời khá điềm đạm và ít nói, phong cách đĩnh đạc, chỉnh chu, không đùa giỡn hay điều đà như trên sân khấu. Anh còn tỏ ra ngại ngùng tới mức không dám ăn, phải bỏ ra ghế ngồi vì sợ Thúy Nga quay cảnh mình đang ăn uống. "Tôi không ngờ Tuấn Anh bốc lửa trên sân khấu, ra ngoài lại hiền lành, điềm đạm vô cùng. Anh ấy sợ máy quay của tôi đến mức trốn ra xa. Anh ấy bảo khi nào tôi tắt máy quay thì anh mới dám lại gần." Ca sĩ Tuấn Anh từng một thời nổi đình đám trong làng nhạc hải ngoại vào thập niên 80-90. Ấn tượng về anh trong khán giả, một ca sĩ có phong cách lập dị, thậm chí là quái dị, luôn xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài không giống ai. Đó là những bộ trang phục lòe loẹt bắt mắt, trang điểm đậm như phụ nữ với bộ ria mép được tỉa cắt gọn gàng. Với ngoại hình này, nhiều khán giả khó tính sẽ cảm thấy không có tình cảm. Tuy nhiên cũng có rất nhiều khán giả yêu nhạc đã bị ca sĩ Tuấn Anh chinh phục với chất giọng trầm ấm và rất truyền cảm. Nhiều người cho rằng Tuấn Anh thuộc giới LGBT nên mới như vậy, nhưng thật ra anh cũng có vợ con bình thường. Ca sĩ Quang Lê từng tiết lộ, sau 40 năm đi hát, cát xê của ca sĩ Tuấn Anh vẫn cao ngất ngưỡng hơn ca sĩ Bằng Kiều. Anh phải mất 200 triệu để mời anh về Việt Nam, chưa tính các chi phí khác, ca sĩ Quang Lê nói. Cái duyên của Tuấn Anh ở chỗ là một nghệ sĩ đa năng, khi sở hữu giọng hát hay, còn có thể đọc thơ, kể chuyện và hoạt náo trên sân khấu.